Đây là chương trình Discovery khám phá điểm mới của chúng tôi. Một điểm rừng thông rất đẹp ở quanh khu vực Hạ Long thôi. Để mà ô tô gầm thấp và lên như này rất khó. Tôi đang cố gắng xử lý tình huống. View rất đẹp. Đọc gặp. Lấy dây. Ui à. Xuống lên khác, xuống khác lên. Bất tập trung cái là sinh trưởng này. Qua cái đoạn này. Rồi xong rồi cái đoạn này khó nhất rồi. Đoạn này bình thường. Lúc là đây. Cái điểm này mà đi abroad bằng xe máy rất đẹp. Stop đi này, xong trái đi. Nếu mình đi lên thì phát mà đi xuống thì nó phát thì đã dính hai phát rồi. Xe này thôi. Mình đi đến